Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện Văn Yên đã rà soát 135 đơn vị đủ điều kiện giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1.380 lao động với số tiền hơn 323 triệu đồng. Qua rà soát đã hỗ trợ cho 330 đối tượng với kinh phí 420 triệu đồng, 11 hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ với kinh phí 44 triệu đồng, hỗ trợ một đơn vị sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền gần 160 triệu đồng. Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Yên cũng gặp một số khó khăn như đa số lao động đi làm tự do hoặc làm việc tại các đơn vị nhưng không được đóng bảo hiểm bắt buộc, không ký hợp đồng lao động, một số lao động không đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của một số hộ kinh doanh có nhiều thông tin không khớp, phải chỉnh sửa nhiều.